xe dưới mất xe rồi. Xe ai? Mất xe em không nhận xe sẵn gì. Ồ, mày đi đủ đi. Bạn đi mình. Đấy, mất xe nhiều. Bạn lâu xe của tao không còn cái gì nữa. Như xe trắng của ai, xe xanh của Dung mất rồi. Thế em bê. Bạn lâu xe tỏ vẫn còn đây. Bình ơi. Xe ai, xe xanh của Dung mất rồi đúng không? Mẹ này con gái đâu biết gì đâu anh. Mà xe mày đâu? Xe đấy. Xe anh đây. Nhưng mà sao? Mất xe anh đâu không mất đâu. Thằng nào mất tiền đi tìm giá trị. Giờ tìm như nào, tìm cách nào thì tìm xe anh. Ừ, anh mất tiền tìm nhưng mà anh có sao? Thôi, tao sẵn đi được thôi. Bây giờ anh em với nhau thì anh phải tìm hộ anh Dũng đi. Bây giờ là thằng nào mất thì anh tìm. Mày thì xe đâu? Mày đây sao được? Cửa quá làm gì? Đâu bình viên ngồi ăn quả đưa cái quần kìa. Em ơi, em đến những công thức nhở? Em đang gọi hả? Hả? Mày khác nhiều không? Không, em đang có tin. Đâu quay. Em biết mày sắp bắt đầu xe không? Không, em biết nghề gì đâu. Không biết rồi. Em biết nghề. Hello anh em nhé. Đây là chùa hôm nay. Mình với cả Tem thì đi nói chung là đang sống ở vùng Tàu anh em ạ. Đấy. Sống ở vùng Tàu thì tại mình với cả Tem xe đây xem một bóng cả Tem luôn. Đấy. Thì nếu mình giấu xe nói chung là mình giấu xe kiểu là báo cho anh em biết là mình mất xe anh em ạ. Đấy xong mình lên báo cho anh em cho cả Tem anh kia anh nói chung là anh kia này trên luôn anh em ạ. Anh kia này trên lầu với lại cả anh em ở trên lầu. Thì mình giấu xe đi. Đó. Dạ, đừng 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 báo nhá. Thì anh kia hỏi là xe đâu được thì nói nhá. Ok. Nhá, giấu rồi. Tôi giấu cho xem đi. Giấu tao không chứ đi. Điền tôi giấu vào trong kia rồi, thấy không? Ừ. Đẩy vào phòng vệ sinh rồi. Xe to quá. Vỡ rồi. Nhìn lên. Chờ. Không cần. Nhưng Kiên hỏi bảo được có nhá. Ừ, thấy nhá. Ừ. Bố thành nó ngu rồi. Anh Kiên ơi. Anh Kiên ơi. Hả? Anh Kiên xin mất xe anh ạ. Xe ai? Xe dưới mất xe rồi. Xe ai? Mất xe em không nhận xe sẵn gì. Ồ. Mày đi đủ bài đi. Bài đọc đi mình. Nhưng mà gì anh đâu mất xe anh tìm như nào tìm xe đi. Ôi, tưởng nó xe tao thì tao được còn không? Mất luôn xe trắng. Xe trái sổ của tao à? Xe tao đồ đỏ. Xe mày xe gì? Anh xuống xe không? Ngoài xe anh xuống. Mất trái rồi mày. Mất hết rồi anh ạ. Anh xuống xe ngoài thì mất xe anh hết rồi. Sao mất? Em không biết. Tại vì người này em tin rồi. Ui. Thế luôn. Thế cái đéo gì? 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 Xe đã sửa đỏ con mà. Vision anh đi. Mày đi là mày giấu cảm xe à? Hả? Hả? Anh giấu cảm xe mày bảo tao là tôi đúng không? Đâu. Em đang nghiêm túc cái thật mất xe rồi. Thế chắc mà mình cười. Em cười, anh cười, anh kia không cười. Thế đeo cái gì nhau? Không ai tin. Mất rồi anh xuống vào xe đi. Đâu? Không làm gì có đâu. Thật á? Thật. Bắt lộn. Thằng đua. Thật. Thật á? Đấy, mất nhiều. Bạn lâu xe của tao không còn cái gì nữa. Như xe trắng của ai, xe xanh của Dung mất rồi. Thế em bê. Bạn lâu xe
xe tỏ vẫn còn đây. Bình ơi. Xe ai xe xanh của Dũng mất rồi đúng không? Anh em đang có liên quan gì? Sao anh em anh lại như thế được cơ? Em đừng có xe của em nữa. Rồi Bây giờ anh em với nhau dậy phải tìm hộ anh Dũng đi. Bây giờ là thằng nào mất thì mới tìm. Mày đi xe đâu? Mày đi xe đâu? Cửa quá làm gì? Đâu? Mình viên ngồi ăn quả với con đi. Em đang đi công tướng kìa. Em đang ngồi hả? Hả? Mày cắt nhiều không? Không, em đang có phim. Đâu mày? Mày đi sao mà xe không? Không, em đang nghe gì đâu. Em đang nghe gì đâu. Mình không biết gì. Để xe đâu hả? Đây. Đây mới được. Cửa đóng có gì đó. Đâu mở cửa không đóng. Hả? Mở cửa không đóng em mất rồi. Thế bây giờ làm nào? Bây giờ tao chịu rồi. Báo công an. Mà bây giờ chúng mày đi xe chúng mày phải để ý rồi chứ bây giờ chúng mày để đấy mất. Xe làm cường mất đúng không? Không, xe nó đó. Xe cường để trong không mất nó nên mỗi xe không biển thôi. Bây giờ mình mất xe của mày rồi. Tao gì mày phải người. Anh em đi hù thế. Anh em đi. Một là ra đi. Sao anh em lại như thế được cơ? Ai mất người đi tìm. Không, xe mất người đi tìm. Anh cũng đi xe đâu anh đi. Ồ. Anh đi xe đâu anh đi. Ồ. Mẹ ông này, mẹ ông láo láo nháo rồi đấy. Mất xe mình chẳng lo lắng gì. Mẹ ông Thế này là đầu có mất xe. Thằng này đâu mất xe hết. Thằng này không biết phối hợp nha con nợ này. Đọc luôn cái xe ông ấy bảo là xe không, xe không sẵn được. Mang gì mẹ thôi. Không, đây chỉ hết tất cả xe luôn. Đấy, chỉ hết luôn. Xì xì. Mày Thằng béo xui đấy. Thằng láo này nè. Thằng láo này. Sao thằng kia mày mẹ mẹ đâu? Dung xui mà, thằng này xui. Thằng này xui. Thằng này xui. Nó bảo xì xì. Nó bảo xì hết rồi, bỏ anh đi. Thì nó có lỗi đó mày. Thằng nó vượt nó ra. Vượt nó ra. Béo là xì đi mà anh. Nếu mà không nó đấm mày, đấm lại không? Đấm! Đấm đẻo trên mình! Này! Thằng kia nó mất dạy! Anh ơi! Thằng này! Nó bảo là gì đi! Không, chúng mù đây! Chúng mù chắc chắn là mày! Chỉ có mày thôi, hiểu chưa? Thằng nào giấu xe anh ạ! Đây, kéo giấu xe anh ạ! Thằng này giấu xe à? Kéo giấu ở kia rồi anh ạ! Em cầm cam em biết! Mày giấu mày khai đi, mày không phải thế. Thằng nào giấu thì thằng đấy tự lấy ra, thằng biết mày đây. Thằng chú này. Nhớ là được rồi, mày đi nhận. Thứ lòng anh em mình biết. Thứ lòng nó bảo là nó sẽ lên.
lên và bảo là ôi anh ơi em bị mất xe rồi, em mất xe sai. Đúng quá. Mất xe rồi thế nhé. Ngồi mất nhảy. Mất xe rồi thế nhé. Không bao giờ đi. Anh ấy thấy nó ăn như lợn anh ạ, anh ấy suốt ngày ăn. Ăn như lợn. Mẹ ăn từ hồi nãy giờ rồi. Ăn suốt ngày cho đêm. Ăn không nhìn. Chỉnh video đây. Đấy nó xong rồi quay ít ít anh ạ. Bắt đầu là bao xe gầy đi. Dây gầy. Xem thôi xem ít. Dây gầy đi. Thôi ra đi. Tôi ngủ rồi. Chị xe nó chặn cửa của kia nào? Thôi. Hả? Tôi ngủ rồi. Chị đang bảo vệ sinh anh ạ.